Xin chào toàn thể anh em mê âm thanh trên toàn quốc nhá. Đấy, đây là những cái dòng loa tép mình đã chụp ảnh cho anh em sẵn đây rồi. Đấy, các mẫu 500k này, 900k này, 800k này, 1 triệu 3 này, 1 triệu rưỡi này là mình in giá ở trên ảnh rồi. Đấy, 500k là phễu 12 x 12. Đấy, côn 2,5 từ 80. Đấy, còn mẫu 900k mẫu 900k là côn 3,5. Đấy. Ngang 28 cao 17. Đấy, ngang 28 cao 17 sâu 20. Đấy. Còn mẫu 1 triệu 3 là cũng côn 4,5. Đấy, ngang 28 cao 17. Đấy, nặng 5 kg một đôi, China xịn. Đấy, mẫu 1 triệu rưỡi. Mẫu 1 triệu rưỡi. Đấy. Côn 4,5 nhá, nặng 7 kg một đôi. Đấy anh em nha, tất cả các mẫu là giá tiền mình ghi ở trên này rồi. Đấy, tất cả những cái dòng loa này là chạy cho tất cả các loại âm ly cục đẩy được hết, loa bass 20, 25 được hết. Đấy, chống cháy 100%. Loa về chúng ta mua về và chúng ta đấu vào đít loa hoặc đít âm ly là dùng luôn. Đấy, chi tiết liên hệ anh em có thể liên hệ trên YouTube Điện tử Phượng Lưu và số điện thoại 0973 533 269. Đấy, hàng này bảo hành 1 năm. Anh em hàng đến anh em kiểm tra ok thì thanh toán em nhá. Anh em liên hệ với mình. Anh em có thể xem lại video.